Sau Bình Gòn, phía phương Anh, Trang Pháp là người tiếp theo nhập cuộc đối đầu với Virus. Điểm chung của ba nhân vật này là đều từng bị Hot streamer chê bại tả tơi một sản phẩm âm nhạc, trong đó có kỹ năng rap, hát và sáng tác. Thế nhưng không công khai tuyên chiến như Bình Gòn hay phía phương Anh, Trang Pháp lại gửi bức tâm thư khá dài cho đàn em, thủ thủy chuyện làm nghề. Theo đó, trang pháp bài tỏ cô đã từng theo dõi reaction MV từ hôm nay của Chi Pu do cô viết lời việc được tăng tải trên kênh YouTube của Virus từ 4 năm trước. Tuy nhiên, thời điểm đó cô nhận thấy việc khen chê một bài hát là quá bình thường. Tuy nhiên hiện tại, khi chứng kiến sự quá khích của cư dân mạng, cô quyết định phải lên tiếng để mong Virus hiểu việc khen chê một sản phẩm âm nhạc cũng nên từ tốn lịch thiệp bởi đó là cách tôn trọng người làm nghệ thuật hơn nữa mỗi người một quan điểm khác nhau viết nhạc sổ sàng hay hoa mỹ là do cảm quan của từng cá nhân vì vậy việc người làm streamer không nên áp đặt ý kiến chủ quan để hướng số đông theo bình luận đó Cuối cùng trang pháp gửi gắm khán giả hãy là những người nghe nhạc văn minh bởi clip reaction không phải là chân lý, càng không phải là thước đo để đánh giá một sản phẩm âm nhạc tuy nhẹ nhàng nhưng từng câu, từng chữ mà trang pháp gửi đến Farod đều có ẩn ý dằn mặt Ostrimer. Trên mạng xã hội, bức tâm thư của trang pháp nhanh chóng gây được sự chú ý một bộ phận đồng quan điểm với nữ nhạc sĩ cho rằng virus đã quá lộng quyền khen chê bất chấp tuy nhiên số còn lại lại nghi ngờ trang pháp đang định ngôi lên kiếm frame bởi thời điểm hiện tại virus là cái tên đang nổi như cồn hơn nữa với tính chất của lip Reaction, họ hoàn toàn có quyền khen chê theo cảm quan cá nhân nhất là với virus anh còn có chuyên môn âm nhạc nên từng câu từng lời đều có dẫn chứng và lập luận cụ thể Riêng hai trường hợp của phía Vương Anh với cấm sừng ai đừng cấm sừng em và chi bu với từ hôm nay. Nếu không có virus lên tiếng một cách công khai, chắc chắn những thảm họa này sẽ tiếp tục bán rẻ danh sừng cả sĩ.